Thế giới và Việt Nam. Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam nắm bắt và tận dụng cơ hội này một cách hiệu quả. Đó là khẳng định của Đại sứ trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Alibetti khi nhận định về triển vọng phát triển ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam và những cam kết của EU đối với Việt Nam trong lĩnh vực này. Phần cuối chương trình là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Giorgio Alibetti. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đại sứ, thời gian vừa qua, Việt Nam tích cực thúc đẩy năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển bền vững. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo? Phải khẳng định rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mặt trời luôn chiếu sáng quanh năm, mang lại nhiều lợi thế sản xuất điện mặt trời. Hơn nữa, Việt Nam lại có bờ biển dài tới hơn 3.000 km và sức gió ổn định. Đây cũng là điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng gió. Hiện cũng có khá nhiều lựa chọn cho việc phát triển năng lượng mới như hydro hay năng lượng sinh khối. Nhưng theo tôi, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là hai lĩnh vực mà Việt Nam có thể tập trung phát triển mạnh. Trong quá trình đó, Liên minh châu Âu cũng đang nỗ lực hết sức giúp Việt Nam tận dụng được hết những tiềm năng này. Bởi điều quan trọng vẫn là nắm bắt và sử dụng hiệu quả các cơ hội mình có. Vậy theo đại sứ, trong quá trình đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam còn gặp phải những khó khăn và hạn chế nào ạ? Về những hạn chế mà Việt Nam đang gặp phải, tôi nghĩ vấn đề đầu tiên vẫn là ở khung pháp lý. Chắc chắn các nhà đầu tư sẽ chú ý tới thị trường Việt Nam nếu các bạn có một khung pháp lý hoàn chỉnh và phù hợp. Các bạn cần nguồn đầu tư nước ngoài, trong khi đó châu Âu lại có rất nhiều công ty danh tiếng, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Họ đang mong muốn được thấy một hệ thống chính sách ổn định chắc chắn, cùng mức giá hấp dẫn cho năng lượng tái tạo. Nếu Việt Nam hội tụ đủ những yếu tố này, tôi nghĩ các bạn sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, Việt Nam hiện còn gặp khó khăn liên quan tới hệ thống lưới điện quốc gia. Trước đây các bạn cũng đã từng gặp sự cố với hệ thống này, có thể là do tốc độ phát triển quá nhanh. Theo tôi, chúng ta cần phải nghiên cứu để làm sao lắp đặt được hệ thống lưới điện linh hoạt hơn, ứng dụng tốt hơn với một lượng lớn năng lượng tái tạo mà chúng ta sẽ sản xuất được trong tương lai. Xin đại sứ nói rõ hơn về những việc cần làm nhằm giải quyết tình trạng quá tải đối với hệ thống lưới điện của Việt Nam. Có nhiều ví dụ trên thế giới về sự cố quá tải, nhưng vấn đề chính là làm sao để hỗ trợ hệ thống lưới điện. Vấn đề là do phát triển nóng các dự án năng lượng tái tạo. Bạn biết đấy, nhiều khi chính thành công lại có thể đem đến nhiều thách thức. Chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt. Các chính sách về tăng sản lượng năng lượng tái tạo rất hợp lý, nhưng vấn đề vẫn nằm ở vị trí cũng như chất lượng của hệ thống lưới điện. Song tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều cơ hội và có khả năng để khắc phục những khó khăn này. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ về kỹ thuật, cũng như hỗ trợ chính phủ Việt Nam tìm ra các giải pháp. Và tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Thưa đại sứ, xin ông chia sẻ thêm về những dự án hỗ trợ của Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao khả năng tiếp cận điện năng tới tất cả mọi người dân ở Việt Nam. Các bạn biết đấy, Việt Nam đang triển khai rất tốt chương trình mục tiêu của mình và đã cung cấp được điện cho khoảng 99% hộ gia đình trên cả nước. Hiện chúng tôi đang cố gắng để 1% còn lại được tiếp cận điện năng, đa phần là những hộ gia đình ở các vùng quê nghèo, vùng núi hiểm trở hay tại các đảo xa. Điều này rất quan trọng, bởi nếu các bạn muốn tất cả mọi người cùng được sử dụng điện, thì các bạn phải sẵn sàng đi đến cùng. Tất nhiên đoạn cuối của con đường bao giờ cũng khó khăn hơn, tốn kém hơn, và do đó, từ khía cạnh kinh tế sẽ rất khó để thực hiện. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi chú trọng vào việc hỗ trợ một số khoản vốn cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề cụ thể này. Tôi đã từng đến một đảo nhỏ thuộc quy nhơn Bình Định và thực sự cảm thấy rất vui khi biết rằng trước đây gần 2.000 người dân trên đảo không có điện, thì giờ đây họ đã có thể sử dụng điện cho sinh hoạt hàng ngày. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng đối với họ. Và tôi cũng đang lên kế hoạch tới những vùng xa xôi nhất để tìm hiểu về tình hình sử dụng điện ở đó, nhằm đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp. Đưa năng lượng tới cho tất cả mọi người, đây cũng là một trong những điểm đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang hỗ trợ Việt Nam về sản xuất và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, từ đó tạo ra hệ thống năng lượng bền vững. Thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam, Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVEF, chúng tôi đang cùng với Đức hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách phù hợp. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, nhu cầu điện năng của Việt Nam cũng sẽ tăng cao.
vì thế cần sử dụng năng lượng hiệu quả, tránh lãng phí. Ngoài ra, nếu cân nhắc tới vấn đề môi trường thì phải làm sao để sản xuất nhiều năng lượng hơn, nhưng lại tạo ra ít khí nhà kính hơn. Đây cũng là hai lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng và đang nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phát triển. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này. Cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Alibetti đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.